Đúng kiểu Giáng sinh nhà nhà ai cũng lên clip Noel ấy. Thế là con bé em xem được quả clip nó cứ khu rủ, xong người ta làm đẹp tí nhậu rủ dễ thương tí nhậu chắc là làm khó lắm. Thế là em mới lỡ mồi vào thôi dễ ợt để tao làm cho mày xem ấy. Vậy mà nó lại dám cười hô hố lên, xong rồi bảo tôi xin bà đừng có bốc phét, bà làm được tôi quỷ. Cái bàn tay thô kịch suốt cái đấm boxing của bà mà bây giờ bà bảo nước không ra tránh. Thôi, nghe xong mà lộn ruột không, tức ngang không. Con nhỏ này nó giọng đúng cái giọng thách thức mà thách ai cũng thách, thách nhà thách đúng em nhà giàu húp tương. Em sắn cái tay áo lên em chủ tay em làm ông già Noel cho nó xem cái phiên bản healthy của em. Anh chị nhà mình xem cái cách em làm như trong clip nhá. Em đầu tư cho nó 5 quả 6 quả dâu tây. Thế mà sau khi em làm xong thì ôi trời ơi, nó trợn ngược mắt lên thì nó ngạc nhiên trầm trồ. Thì đúng kiểu em cũng sốc ngang bật ngửa, với em cũng nhìn lại em cũng nghĩ ôi trời ơi, sao mà mình lại có thể dịu dàng nữ tính khéo tay thế này, đứa nào đang nhập về tao. Trời ơi gớm. Thế xong nó lại còn cúm núm xin lỗi là em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Trong khi đấy em với một nụ cười mãn nguyện em nghĩ rằng là mày đừng có mà xem thường chị mày còn giấu nhiều tài nghệ lắm đấy, nên là mai em sẽ lên tiếp clip khác để cho nó á ố luôn.